Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thể sử dụng bộ đôi ngoại binh Diakite Amidobade cùng trung vệ trụ cột Nguyễn Hữu Tuấn trong chuyến làm khách tới sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào cuối tuần này. Lý do là bởi ba cầu thủ này đều đã nhận đủ mỗi người 3 thẻ vàng và theo quy định, họ sẽ phải nghỉ thi đấu ở vòng đấu tiếp theo. Ngoài ra thì đến thời điểm hiện tại, khả năng ra sân của bộ đôi tiền vệ Huy Toàn Quang Nam và thủ môn Thanh Thắng vẫn còn bỏ ngỏ bởi những chấn thương chưa bình phục trước đó. Tuy vậy thì huấn luyện viên Chung Hang Seong cũng được an ủi phần nào khi ông sẽ đón chào sự trở lại của đội phó Ngô Hoàng Thịnh sau một trận phải ngồi ngoài do án treo giò.